Bao anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn. Bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, hôm nay tôi xin mời đồng bào và quý vị cùng tôi, chúng ta hãy nghiên cứu đề tài này. Xin đồng bào và quý vị hãy xem một video clip dưới đây. Vàng Pao sinh ngày 8 tháng 12 năm 1929 tại Nọng Hét, Siêng Khoảng, Lào. Xuất thân là một nông dân thuộc lãnh địa Vua Mèo, Lu Phong. Vàng Pao tham gia du kích Hơ Mông chống Nhật do quân đội Pháp tổ chức. Năm 1945, sau khi tái chiếm Đông Dương, quân đội Pháp sử dụng Vàng Pao như một trung úy của lực lượng biệt kích không vận hỗn hợp để chống lại liên quân Việt-Lào. Vừa được thành lập sau mùng 2 tháng 9 năm 1945, do Hoàng thân Su Phan Vong làm tổng chỉ huy, Lê Thiệu Huy tình nguyện quân Việt Nam làm tham mưu trưởng. Sau khi quân đội Pháp
thất trận vào năm 1954, Vàng Pao chính thức trở thành sĩ quan trong quân đội Hoàng gia Lào với cấp bậc thiếu tá. Vàng Pao được cử giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 10, bộ binh quân đội Hoàng gia Lào chấn đóng tại Cánh Đồng Chung. Tháng 10 năm 1960, với hậu thuẫn của CIA, Vàng Pao kiếm quyền vua mèo tại Lát Huang, tuyên bố ủng hộ cuộc đảo chính bất thành của tướng Phumi Nosavan và cánh hữu khi đó đang kiểm soát vùng Savanakhet. Vàng Pao đã chống lại quyền lực của chính phủ trung ương Lào, bắt cựu vua mèo và tướng Amkha giao nộp cho tướng Phumi Nosavan. Vàng Pao được phong trung tá làm tỉnh trưởng tỉnh Siêng Khoảng. Ngày 13 tháng 12, tướng Phumi tấn công Viên Chăn và giành chiến thắng. Chính phủ hoàng thân Phuma bị lật đổ, lữ đoàn dù của đại úy Cung Ly bị đẩy ra khỏi Viên Chăn và rút lên Bắc Lào. Ngày 31 tháng 12, Cung Ly cho quân dù tấn công Cánh Đồng Chung, khu vực do Vàng Pao kiểm soát. Quân Pha Thét Lào ủng hộ Cung Ly phát động một loạt những đợt tấn công nghi binh ở rìa phía đông Cánh Đồng Chung. Lực lượng Vàng Pao tan vỡ. Igor Buen và các cố vấn Mỹ di tản theo máy bay về Savanakhet. Vàng Pao rút khỏi Cánh Đồng Chung về hướng nam đến Paduang. Khu vực Cánh Đồng Chung hoàn toàn bị quân Cung Ly và Pha Thét Lào kiểm soát. Tháng 1 năm 1961, tướng Phumi Nosavan giao cho Vàng Pao làm tư lệnh quân khu 2 chấn giữ Bắc Lào, phong hàm tướng. CIA đào tạo Vàng Pao thành chỉ huy một đội quân bí mật, đủ sức đương đầu với quân đội Pha Thét Lào, đương đầu với quân đội nhân dân Việt Nam đang vào chi viện cho miền Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh, đồng thời xâm nhập phá hoại và gây rối miền Bắc Việt Nam, các đơn vị biệt kích Mũ Người Xanh của Mỹ và những toán lính biệt kích của cảnh sát Thái Lan do CIA tài trợ đã tuyển mộ và huấn luyện đội quân đặc biệt này. Các chuyến bay của Airline American do CIA điều phối cũng được tăng cường để chở vũ khí, hàng tiếp tế cho đội quân bí mật của Vàng Pao. Đến cuối năm 1961, quân đội của đạo quân bí mật đã lên tới 9.000 người, quân số tăng vọt lên 20.000 rồi 30.000 vào những năm sau đó. Dưới sự đào tạo và hỗ trợ của CIA, Vàng Pao đã chỉ huy lực lượng chống lại Pha Thét Lào và quân đội nhân dân Việt Nam tại vùng Thượng Lào một cách có hiệu quả. Địa hình rừng núi hiểm trở, đội quân của Vàng Pao khống chế một vùng rộng lớn từ núi Paduong đến núi Phô Pha cho tới Bù Long phía đông Cánh Đồng Chung. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ giữ nước của hai nước Việt-Lào, đội quân Vàng Pao được CIA đào tạo, huấn luyện, trang bị đã gây khó khăn lớn cho quân đội Pha Thét Lào và quân đội nhân dân Việt Nam tại vùng Thượng Lào, gây nhiều tội ác đối với nhân dân vùng biên. Xã biên giới Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, cách thành phố Vinh khoảng 300 km, nhưng lại cách Nọng Hét, xào huyệt của Vàng Pao chỉ mấy quang dao. Vào 3 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 1964, khoảng 60 phỉ Vàng Pao xâm nhập qua biên giới, tấn công và thảm sát trung tâm xã Mường Lống, giết 54 người, làm bị thương 36 người khác. Sau khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, Vàng Pao di tản sang Thái Lan. Sau năm 1975, Vàng Pao sang Mỹ tị nạn, sống tại California và là người lãnh đạo cộng đồng Hơ Mông tại Mỹ. Năm 2001, ông tuyên bố từ bỏ đấu tranh vũ lực, ra một tuyên ngôn hòa bình. Ngày 4 tháng 6 năm 2007, khi đã 77 tuổi, Vàng Pao bị bắt giữ cùng với 7 người khác với cáo buộc đứng đầu âm mưu lật đổ chính phủ Lào, bị truy tố theo đạo luật trung lập của Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông còn bị truy tố về tội âm mưu nhận và sở hữu các súng tự động và các thiết bị chất nổ. Ngày 13 tháng 7 năm 2007, Tòa án Mỹ tuyên bố cho phép Vàng Pao và 7 bị cáo được tại ngoại sau khi đã đóng tiền bảo lãnh 1,5 triệu USD, 3 bị cáo còn lại cũng sẽ được tại ngoại. Nhưng công tố viên đã phản đối vì cho rằng do tính chất nguy hiểm của vụ án, thời gian tranh tụng kéo dài khoảng 1 năm, các bị cáo có thể bỏ trốn nếu được tại ngoại. Theo khung hình phạt của luật tố tụng Mỹ, nếu bị kết tội, Vàng Pao và đồng bọn sẽ phải chịu mức án rất nặng, tù chung thân. Luật sư của Vàng Pao lập luận, Vàng Pao chỉ có ý định mua vũ khí để đấu tranh chống lại quân đội Lào vì quân đội Lào đàn áp người Mông chứ không có âm mưu lật đổ chính quyền Lào. Lần đầu tiên, nhà chức trách Mỹ công khai khẳng định Vàng Pao và đồng bọn có âm mưu và hành động vi phạm luật pháp nước Mỹ chống lại nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhà nước có chủ quyền, độc lập, có quan hệ ngoại giao với nước Mỹ. Về phía Lào, ngay sau khi tòa án quận Sacramento, bang California, Mỹ quyết định bắt Vàng Pao cùng đồng bọn về tội âm mưu lật đổ chính phủ Lào và tổ chức khủng bố, Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức họp báo hoan nghênh hành động của chính quyền Mỹ. Phía Lào cho rằng hoạt động chống đối chính phủ Lào của tổ chức Vàng Pao hiện nay không hiệu quả,
không còn phù hợp khi các nước đang ra tay hợp sức chống khủng bố, trong khi Mỹ là nước kêu gọi các nước khác thực hiện vấn đề này. Việc Mỹ bắt giữ, xét xử Vàng Pao không tác động đến tình hình nội bộ Lào, nhưng có ý nghĩa tích cực ngăn chặn các tổ chức đưa người trái phép từ Lào sang Thái Lan tiếp tục lợi dụng chiêu bài đưa đi Mỹ và nước thứ ba định cư để lừa bịp người Hơ Mông ở Lào. Lào đề nghị Thái Lan cung cấp chứng cứ về hoạt động lợi dụng lãnh thổ Thái Lan chống phá Lào của nhóm Vàng Pao để làm căn cứ đấu tranh yêu cầu Mỹ xét xử nhóm này. Việc Mỹ bắt giữ và xét xử Vàng Pao gây sự chú ý đặc biệt của dư luận Thái Lan. Các tờ báo lớn của Thái Lan đều nhanh chóng đưa tin về vụ việc này. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho rằng việc Mỹ bắt giữ Vàng Pao là vấn đề luật pháp và công lý của Mỹ, Thái Lan không đưa ra ý kiến gì về vụ này, khẳng định chính sách rõ ràng và nhất quán của họ là không cho phép bất cứ một tổ chức cá nhân nào sử dụng lãnh thổ Thái Lan hoặc lấy Thái Lan làm nơi quá cảnh để tiến hành các hoạt động gây nguy hại an ninh đối với các nước láng giềng. Thái Lan sẽ điều tra tin tức về kế hoạch vận chuyển số vũ khí của nhóm Vàng Pao qua Thái Lan về Lào. Tháng 9 năm 2009, chính phủ Liên bang Mỹ tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc chống lại Vàng Pao. Tuyên bố được đưa ra sau một ngày khi bồi thẩm đoàn ở Sacramento công bố một bản cáo trạng mới đối với 12 người Vàng Pao mất ngày 6 tháng 1 năm 2011 tại California, Hoa Kỳ, thọ 81 tuổi. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, chiến lược nó là một hàm số đại lượng, nó lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố biến số, nó lệ thuộc vào tình hình quốc tế. Bởi thế cho nên sau năm 1975, ông Van Pao đã di tản, tị nạn và sống tại nước Mỹ, và đến năm 1992 Hoa Kỳ đã tái lập bang giao với nước Lào vào năm 1992. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã tái lập bang giao với Lào trước khi tái lập bang giao Việt Nam vào năm 1995. Thì đương nhiên chiến lược nó phải thay đổi, cho nên không thể áp dụng hình thức lực lượng vũ trang để mà đối đầu với nhà nước Lào. Khi mà dùng một chiến lược dưới hình thức dùng lực lượng vũ trang để đối đầu với nhà nước Lào trong lúc này là một sự sai lầm về chiến lược. Đương nhiên nó có thể dẫn đến một sự hậu quả không tốt, và đây là một sự sai lầm về áp dụng chiến lược sau năm 1945, và nhất là sau khi Mỹ đã tái lập bang giao với chính phủ Lào vào năm 1992. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, bối cảnh chính trị của nước Lào và bối cảnh chính trị của Việt Nam hoàn toàn khác nhau, vì thế chiến lược cũng không có giống nhau. Nhất là vào năm 1975, sau khi Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt cũng như Cộng sản Việt Nam đã đạp trên các công pháp quốc tế mà chính họ đã ký khi họ đã dùng lực lượng võ trang, công cụ chiến tranh mà cưỡng chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, vi phạm các hiệp ước mà họ đã ký. Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm định quốc tế được ký năm 1954 Geneva và Hiệp định Berlin được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Thế nên từ năm 1975, tất cả quân kháng chính của Việt Nam đã di tản chiến thuật ra nước ngoài bằng nhiều hình thức khác nhau. Và khi ra nước ngoài đã tái lập lại lực lượng dưới hình thức một chính phủ, và chính phủ Hoa Kỳ sau đó đã bình thường bang giao với Cộng sản Hà Nội, với nhà nước Cộng sản Hà Nội vào năm 1995, thì cái chiến lược áp dụng lúc này cũng sẽ phải thay đổi. Chúng ta không thể nào dùng hình thức lực lượng vũ trang bạo lực để mà đối đầu với Cộng sản Hà Nội, vì như vậy là không thích hợp, đi vào một sự sai lầm chiến lược. Bởi vì khi nước Mỹ đã bình thường hóa bang giao với Cộng sản Hà Nội, với nhà nước Cộng sản Hà Nội Việt Nam,
vào năm 1945, thì chúng ta không thể nào dùng lực lượng vũ trang, bạo lực để mà đối đầu với Cộng sản Hà Nội. Và hơn nữa, trong vấn đề này, sau năm 1975, áp dụng hình thức vũ trang là một sự sai lầm chiến lược. Khi mà chúng ta đã có hai căn bản quốc tế mà ở đó Cộng sản Bắc Việt, chính quyền Cộng sản Bắc Việt đã vi phạm nghiêm trọng. Đó là Điều ước quốc tế được ký năm 1954 Geneva và Hiệp định Berlin ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Cho nên chiến lược chúng ta cũng sẽ thay đổi thiết hợp. Chúng ta không thể nào dùng lực lượng vũ trang, bạo lực mà đối đầu với Cộng sản Việt Nam, đối đầu với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vì như vậy là sai lầm về chiến lược, mà chúng ta phải dựa vào cái mà chúng ta đã có, đó là các công pháp quốc tế như Định ước Geneva năm 1954 và Hiệp định Berlin năm 1973. Mà cả hai cái các mẫu quốc tế này, Cộng sản Bắc Việt, nhà nước Cộng sản Việt Nam đều bị vi phạm nghiêm trọng. Thế nên ta phải dùng những cái mà chúng ta đã có trong cái chiến lược chúng ta để mà tiến đến một sự thành công, mà không phải bị hao tổn nhiều về xương máu. Do vậy mà chúng ta để nó phù hợp vấn đề này, thì chúng ta có một chiến lược gọi là song hành với chính phủ Hoa Kỳ. Nên chính phủ cái lâm thời dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đàm Đình Quân, trong cái chiến lược gọi là song hành với chính phủ Hoa Kỳ, là một điều hết sức trí tuệ và rất khôn ngoan của ông. Song hành với chính phủ Mỹ của chính phủ quốc gia lâm thời là một chiến lược hết sức quan trọng và rất khôn ngoan, rất trí tuệ, để dẫn đến một sự thành công lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, vì thế cho nên chúng ta phải sử dụng chiến lược Việt Nam Cộng Hòa. Chiến lược Việt Nam Cộng Hòa dựa trên căn bản các luật pháp quốc tế mà Cộng sản Bắc Việt, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã vi phạm. Điều ước quốc tế Geneva được ký 1954 và Hiệp định Berlin được ký 1973. Cả hai công quốc tế này Cộng sản Việt Nam đều vi phạm. Chiến lược Việt Nam Cộng Hòa sẽ dựa trên các căn bản quốc tế này, trên căn bản một chiến lược song hành với chính phủ Hoa Kỳ để mà giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam. Đây là một chiến lược duy nhất mà chúng ta có thể dùng để mà lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy lại quyền làm chủ cho người dân Việt Nam. Cho nên chiến lược Việt Nam Cộng Hòa nó trở thành là một cái tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chúng ta sẽ dùng chiến lược Việt Nam Cộng Hòa trên căn bản của các công ước quốc tế như Điều ước quốc tế được ký 1954 Geneva và Hiệp định Berlin được ký 1973, cùng với một chiến lược song hành với chính phủ Hoa Kỳ để mà tiến tới một sự thành công trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, chính phủ quốc gia lâm thời của Tướng Đàm Quân đi theo một chiến lược đó là song hành với chính phủ Mỹ. Thế nào là song hành? Hai chính phủ song hành với nhau là nó tạo ra một sự dung thông trong sự hoạt động của một chiến lược đối với quốc tế. Nó không nhằm gây cái sự trở ngại cho lẫn nhau. Có nghĩa là chính phủ quốc gia lâm thời của Tổng thống Đàm Đình Quân không có những hoạt động gây ảnh hưởng ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ đối với quốc tế. Tức là ở đây là các căn bản ngoại giao của nước Mỹ đối với các nước mà nước Mỹ, nước Hoa Kỳ đã có một sự bang giao chính thức. Thí dụ như là nước Mỹ đã bang giao chính thức với nước Việt Nam Cộng sản vào năm 1995. Dầu muốn dầu không, khi đã có bang giao thì vẫn có một sự tôn trọng của những nước mà một chính phủ Mỹ đã có một sự bang giao. Nên không thế nào mà chính phủ Mỹ đồng ý cho bất cứ một lực lượng nào nằm trong nước Mỹ mà hoạt động lực lượng vũ trang bạo lực để mà đối đầu với Cộng sản Hà Nội, chống lại cái chính quyền Cộng sản Việt Nam. Điều đó là một điều hẳn nhiên như vậy. Và vì thế cho nên biết rõ vấn đề này, cho nên Tổng thống Đàm Đình Quân của chính phủ nhà lâm thời đã đi theo một chiến lược là song hành với chính phủ Hoa Kỳ.
song hành là tà khúc, là của hai chính phủ, gọi là song hành, có nghĩa là nó tạo ra một sự yểm trợ lẫn nhau để đến một sự kết quả tốt đẹp cho cả hai, và nó không có tạo ra một sự trở ngại cho một phía nào, và nhất là trên căn bản quốc tế như căn bản về ngoại giao. Cho nên song hành có nghĩa như vậy. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, cuộc chiến tại Việt Nam nó liên hệ đến hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là vấn đề quân sự, khía cạnh thứ hai là về công phu quốc tế. Trên căn bản quân sự thì Cộng sản Việt Nam đã chiến thắng Việt Nam Cộng Hòa, nhưng họ hoàn toàn thất bại về phương diện công phu quốc tế. Tức là Việt Nam Cộng Hòa đã thắng Cộng sản Việt Nam trên về luật pháp quốc tế. Người Cộng sản Việt Nam chỉ thắng người quốc gia do cái sự trăng tráo gian manh lừa đảo của họ. Họ chiến thắng về phương diện quân sự, nhưng về phương diện luật pháp quốc tế, trên hai căn bản Định ước quốc tế Geneva năm 1904 và Hiệp định Berlin được ký ngày 27 tháng Giêng năm 1973 thì Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bị thất bại, và người Việt Nam Cộng Hòa, người Việt quốc gia đã thắng người Cộng sản trên căn bản luật pháp quốc tế. Do đó, cuộc chiến tại Việt Nam, Cộng sản Việt Nam chỉ thắng có một phần nữa, và chúng ta đã thắng họ một phần nữa. Do vậy, trên căn bản luật pháp quốc tế thì Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại. Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại. Và vì thế cho nên Việt Nam Cộng Hòa vốn là đồng minh của Mỹ và đồng minh của rất nhiều nước trên thế giới. Và vì thế cho nên nước Mỹ có bổn phận đối với Việt Nam Cộng Hòa, cũng như trong sự tương quan của Việt Nam Cộng Hòa với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam Cộng Hòa không bị mất và vẫn tồn tại suốt từ năm 1975 cho đến bây giờ. Và cuộc chiến giữa người Việt Nam Cộng Hòa, tức là người Việt quốc gia và người Cộng sản, vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Cuộc chiến chưa chấm dứt. Kính thưa đồng bào, kính thưa quý vị, vì Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại suốt từ năm 1975 cho đến bây giờ, cho nên những cái căn bản pháp lý trong sự ràng buộc của Việt Nam đối với Mỹ cũng như tất cả các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại và bất biến. Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại. Do vậy, tất cả những căn bản trong sự tương quan của Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Mỹ cũng như tất cả chính phủ đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trước đây vẫn không thay đổi. Do đó mà vị thế của Việt Nam Cộng Hòa vẫn được bảo vệ do chính nước Mỹ cũng như tất cả các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. Và vì thế cho nên phải được sự ủng hộ của Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Quê xưa lìa bao ngày vì quân thù, tôi cùng Đông Hà ngày nào di tản đi, ta em trở về đất quảng còn đây. Ơi, toàn dân ơi, toàn dân ơi, chúng ta đứng lên đi nữa phản công. Ôi vòng sơn đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đêm reo mừng. Về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiến, đánh thắng quân công lâm cờ. Quyết thắng cùng sóng lên đập nát quân thù đó, ta hiên ngang thề quyết chiến sông lòng. Anh em tiến lên phục thù, quân ta từ tám hương mai đây là thanh bình về quê nhà. Tôi cùng Đông Hà
ngày nào di tản đi, ta hẹn trở về đất quán còn đây. Ơi toàn dân ơi, chim rừng đàn hót giữa đêm reo mừng, đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiên đánh thắng quân công lâm cơ. Chim rừng đang hót giữa đêm reo mừng, đường về Vĩnh Long đang chờ ta đóng tiến đánh thắng quân công lâm cơ. Quyết thắng cùng sông lên đắp nát quân thù đó, ta hiên ngang thế quyết chiến xâm lăng. Anh em tiến lên phục thù, quân ta từ tám hương mai đây là thanh bình về quê nhà. Đông Hà ngày nào di tản đi, ta hẹn trở về đất quán còn đây. Ơi toàn dân ơi, toàn dân ơi, ta lên đi nữa phản công. Ôi bồng giờ đây hướng về miền Tây Nguyên, nghe chim rừng đang hót giữa đêm reo mừng, đường về Vĩnh Long đang chờ ta đồng tiến đánh thắng quân công. Thưa đồng bào, kính quý vị, bài nói chuyện của tôi đến đây là chấm dứt. Xin hẹn đồng bào, quý vị trong những bài nói chuyện kế tiếp. Xin chào.